học bài bít mắm mặn tôi xào Thái Lan đó, bên ông đó xào mướn Thái Lan đi cho nên nè. Dạ, chôm nâng lưu chẳng hả? Thái Lan bơ mi mắm mặn hả nông nhỉ? Ôi, Việt Nam chẳng mi mà nhăn, mắm mặn bê, cứ bươn bơ mi bê đê. Không mất kè ná khá bản, cứ mi quá nhỉ? Ồ, gì đó, xuân mắm mặn. Sẵn bạc đi khá. Hình tệ, hình tệ. Mắm mặn chứ chép lại nó. Anh ơi, mặn bẩn nó khá. Mương Thái khén nhiều là. Mương Thái bò mì. Bò mì hả dân bù khé á? Bò mì mắm mặn. Ồ, tệ á, dù thế ở vùng quê cũng không có à? Không có ạ. Ồ, chỉ nó mương Thái Lan bò mì mắm mặn đi bên nào. Nó mà kịp mắm mặn ấy, con tay như từ Thái Lan mà kịp mắm mặn dùng mương Việt đấy nà. Cân nông ông kén mắn bè phú nà, bè dệt chưa nà. Giỏi lắm nhỉ. Sếp, sếp bên có Thái Lan không? Sếp. Cứ Thái Lan cái Mỹ à, Mỹ phát triển cái khé phát triển thế nào? Nam Thái Lan bơm phát triển. Bơm phát triển. Ồ. Nó nóng rú thủ đô mà nó bơm Mỹ được quá, kẻ na khả bản chứ lại quá. Nóng cái chỗ ta bản ấy, nó mà bơm Mỹ. Cần nên đi phát cái mình vào đây. Mà tiếng phổ thông gọi là cha ôm. Cha ôm. Cha ôm. À. Nhưng mà tiếng Thái phu thay của em là phắc nâu. Phắc nâu. Phắc nâu, phắc khá. Phắc nâu tại vì nó thối. Nó thối mà nâu là nâu ai mìn, ai nâu ai mìn. Khai hấp bị in cơ hân nòng làn pa ấm mở pa làn mẹ hiền đó bên ông đó má hỉ là em nay nhưng em học phải in lẽ cơ sở hai mà nòng na mà bạn này nì tè làn hiền đầu tư anh là mỹ cá vằn xuân nổi tiếng ấy lên sang đấy đó bài khăn chụp cá vằn xuân khăn chụp đây khăn giống dù là cò hống khăn chụp nữa cỡ nè đây là khỏi là khăn len tôi lắng khăn sắp lắng mày hình lợ sữa sẽ vệ xí mà cỡ đi đây chơ dươn nữa nè áo xuống đâu chơ kín ỉn với mi phô hù nặng và chơ dươn cưới đi. Tôi bắt cái là cái bắt năng giống chẳng là cái năng đấy. Nên pin ông ấy nghe quay phim pin ông ba sướng thì là ba mặc đó cái sướng ba bốn mặc tại cái ó hay. sướng lại sướng nhiệm ống kính thôi ai ơi. Đi có hơn im này. Nhà áo anh Hùng à? Chắc thế. Phải giảm em nay làn huyền để cho xin mượt nó phải xì quá auto từ nét nong tê auto thế à mắn kín may tới auto nè mi trơn cả hai bất chuẩn lại nó thân em nay làn huyền hàng mi hành pin nong ơi. Mi nòng quảng hình rồi hím hơn. Đúng là áo của áo này. Mi nòng rồi chầm hơn phía nòng ấy. Em nay làn lò hiền này. Lò hiền hến xin quá anh. hến. Đẹp Hà Nội cơ lại via sau lại via cán bộ công chức xã lâu phía nông ấy. Chẳng chịu cấy phùa. Quay nói mở mình ra cho ai uống lúc ấy mấy?
ไปเขาจะไปแล้วนู่นมาอือโอ้สองเย็นไอ้เถาลานไม่เห็นนะพี่น้องนะไอ้ว่ามีนู่นมาอือจอดสองเย็นอีกว่าอันนั้นอันละไอ้แต่แล้วมาอือหลวงให้พี่น้องโอ้ยเกยว่าที่เขาดัดสงกันมาเนี่ยมันฮาลายเอานะมันฮาลายเอาไอ้หุ่งเก็บในกลางตังด้วยนะมันก็กับมันไปตกเจ้าเฟียนจะเราไม่ชู้เอาแขนมันเหอเถอะนะแขนมาอือเหอเถอะไอ้หุ่งเอ้ยนะงั้นซึ่งรู้เจ้าเฟียนเมืองเคียงเลยผู้หื้อลองจะมารู้จะมาเชื่อบ่เมย์เตืองมั้ยตกเชื่อบ่เมย์มันมีสั่งแง่มันบ่นนะครับบ่นนะเนาะเชื่อมาอือหลวงให้เต้นละเนาะก็ไอ้ก็มาง่วงไว้ง่วงมาเหลือมาง่วงมาเจนะชูบ่ายขึ้นทามก็หูดิไอ้เขาไปปิดมามั่นตัวสาวไทยลานนะพี่น้องเด้อสาวเมืองไทยลานดิฉันนี่นะเนี่ยชมน้องลูกจังไทยลานบ่มีมามั่นนี่เด้อโอ้ไทยลานบ่มีมามั่นนะน้องหญิงโอ้ยเวียดนามจังมีมันยันมามั่นเลยก็ปืนบ่มีไปเลยเขาเมื่อแกน้าขาบ้านก็มีกว่าหญิงโอ้ยโน่ส่วนมันมันสบายดีค่ะโอ้เฮงแต่เฮงแต่มันมันจะเจ็บหลายเนาะไอ้เงินหมักบดนะคะเมืองไทยเมืองไทยแขนอยู่เหรอเมืองไทยบ่มีบ่มีฮะเส้นผู้แขนบ่มีมันมันโอ้แต่อาจูเทอะวงเควงพังก๋อโอ้ชิวเนาะเมืองไทยลานบ่มีมามันบ่ได้พี่น้องเอามากินมามันในคนไทยอยู่แต่ไทยลานมากินมามันอยู่เมืองเวียดได้นะก็น้องเอาแกนมันไปผูนะไปเจ็ดเชือนะโหร้อนล้ำหยังแซ่บแซ่บเป็นกว่าไทยลานเปล่าแซ่บแซ่บแท้แซ่บแท้หมักอันใดก็แซ่บหมักอันนี้ก็แซ่บโอ้ยเนาะไม่มาแล้วอีหล่อแต่งตัวกันกว่าแต่งตัวมิมแต่งตัวมิมตาเตียนบัตรมิมเนาะตาเตียนน้องเกี่ยวก็เหมือนผมเป็นยูผมเป็นยูมันกันมั้งมันเป็นพัวเป็นพวงพี่น้องโอ้ยเหมือนก็ไม่เหมือนกําแล้วก็ได้มันเฮาเด้อีหล่ามันเฮาเลยจังมันเฮาก็ไม่เหมือนกําเด้อมันกําเทศหมัวซอยสุ่มเฮ็ดซอยมันกําน่ะบ่เจอของควันซอมันเฮาน้ําในล่ะเนาะอิดเมื่อเนาะคงไม่คงเหลินเนาะอิดเมื่อจ๋าพวกเอ๋ยเนี่ยมีพวกบางบ้านเจ้าเลยอันเนี้ยได้เนี่ยไอ้ทางเจ้าละไทยเงียนเงียไต่ไทยเงียนเนี่ยมันงอนกว่าไทยเงียนก่อครับเตือนกว้างเนี่ยไทยเงียนไทยเงียนไทยเงียนก่อกว่าไหนคงก็มันไทยลานอะไรกันคงก่อเฮ้ยละไทยลานอะไรนี่ไอ้เผ็ดเลยก็ว่าจําได้ไหนมวนเฮงมาอินก็ส่วนมาลานเฮียนนะพี่น้องเอ้ยมีหนองมีนามีก่อไม้ก่อม้าไปหาลูหาลานแต่งแม่อินอีละไอ้เฒ่านะเจ้าเฮือนน่ะพี่น้องเอ้ยช่างปูม้าโอ้ยมันบ่คงได้ร้อยได้ว่าเจ้าโอ้ยเนาะก็จะหาหมดฝั่งบางเสียงไปđến mùa mận của Tây Bắc đấy nhỉ. Chẹp hình Pin Ong ơi, mà sư mà mặn nữa, Pin Ong dù Thái Lan nữa, mà sư mà mặn dù mương Việt nữa, dù Tây Đàm mương Việt nữa. Mới còn mi à, mi ai nưng số cứ Ấn Độ. Tin vào làn hay chi sư mà mặn. Sư mà mặn. Sư sao cần nên em bỏ gửi về Ấn Độ ơi. Bố, hẳn bần.แล้วล่ะสุดที่บอสเจ้าเอาเงินฝีหักก้อนฉันมาล่ะเม็ดเงินเสร็จละสักสองรูก็เลยมามัน
Mà mình nó sao cần à? Cái gì vậy? Ăn ai? Ăn quả sang đây. Nè đi. An ơi, em má sang đây. Mộc Phương. Đây em này, em nay chàng phú má hình. Tín mư áo bó đây có em coi. Cái khải ăn không mất bình ca mà hả lu hả lán ở với dệt quà dệt cá bên dệt quá. Đừng có đụng vào người chị có chồng rồi. Nguy hiểm đấy. Đừng làm thế ơ thằng này. Nhìn chị đi trốn buồn cười. Tình động vào người chị lại có chồng. Chị Lan xinh quá. Đấy, hôm nay đi như này là chưa chồng. Phương bản. Mương Thái thì Mương Thái đèn tè lại quá. Mà Phương hiện rồi. Thái còn không gọi là Mã Phương. Mã Phương hơn mà. Thái bên em là Mã Phương. Mã Phương. Mình là Thái đen đến từ Việt Nam có nguồn gốc đúng không? Thái phu thay ở bên Thái Lan. Thái đen thì khác ạ. Đấy là thay sông đam. Đây là thay sông đam, thay sông đam là Thái đen. Nhưng mà em là phu thay. Dân tộc phu thay. Vâng. Nhưng mà lại phân dân tộc phu thay ở đây thì có nghĩa là người Thái. Đấy. Đúng rồi, phu thay. Tại vì ở Thái Lan thì cũng có nhiều Thái mà anh ạ. Thế à. Thái này. Bao nhiêu dân tộc Thái Lan? Ở Thái Lan không chia theo dân tộc ạ. Không đếm ra. Rõ ràng. Chỉ là người Thái thôi. Vâng ạ. Nhưng mà do là bố, mẹ, ông bà thì là người phu thay. Cho nên là em hay... Tức là chỉ trong dân bản mình phân biệt với nhau thôi. Còn chính phủ thì lại không phân biệt mấy dân tộc. Khác Việt Nam nhỉ. Ở Việt Nam thì là rõ ràng. Việt Nam, Hơ Mi, Hà Xíp Xí, dân tộc Thái Lan đó là sau bơ phân biệt. Dân tộc Thái Lan, người Thái Lan thế thôi. Còn dù là cuồng bản cuồng mướng thì vẫn mi quá. Phủ Thái này, Thái Sông Đầm này. Mai cả mai. Cuồng bản cuồng mướng thì có thế, mi. Thế người Thái Lan phổ thông thì nhiều nhất là dân tộc gì? Khách Khôn Sẵng. Khôn Nam, người Xiêm, nhưng mà người Xiêm không phải là dân Xiêm đấy là tiếng Việt gọi họ đúng không? Là người Thái phổ thông đấy anh ạ. Người Xiêm. Thì bên Thái thì họ gọi như nào? Khôn Thái. Khôn Thái thôi. Khôn Thái. Khôn Thái. Khôn Thái, Phủ Thái, Thái Sông Đầm. Ở Thái Lan thì là chia theo miền. Miền Bắc, miền Nam, miền cũng, Đông Bắc và miền Trung. Cũng như Việt Nam. Vâng ạ, chia theo miền. Rồi lại thì là trong miền đấy thì trong miền đấy chỉ mỗi dân tộc đấy sống thôi. Dân tộc nhưng mà họ phân chia ra là dân tộc nào đó. Thế người Hơ Mông ở bên Thái Lan gọi là gì? Họ gọi tên Mông. Nhau ấy. Mông. Con Mông. Con Mông. Phủ Mông. Vâng. Khôn Mông. Khôn Mông. Khôn. Khôn Mông. Cái Thái Lan cửa chứ lại đó bên ông ấy ba xóa phải phốc bang bành càng thành phố chứ nữa. Chỉ trò nó ổ lại cửa chứ hù quam cả em nọ. Tức là bà giảm giá khẩu nó bên ông ấy vào Thái Lan bà giảm giá khẩu nó. Tại vì Thái thì nó cũng không khác mấy ạ. Có nghĩa là đúng là Thái miền. Thầy nông xào mương Thái Lan phải biết phát nam bên ông ấy phải thảm nông mắn khé xứ lần đó. Cái Thái Lan cái Mỹ phát treo cái khé phát treo thế nào? Nam Thái Lan bơm phát treo. Bơm phát treo. Nó nóng rú thủ đô mà nó bơm Mỹ đó quá, kẻ na khả bản chứ lại quá. Nóng cái chỗ ta bản ấy, nó mắn bơm Mỹ. Cần nên đi phát cái mình vào đây. Mà tiếng phổ thông gọi là cha ôm. Cha ôm. Cha ôm. Nhưng mà tiếng Thái phu thay của em là phắc nâu. Phắc nâu. Phắc nâu, phắc khá. Phắc nâu tại vì nó thổi. Nó thổi mà nâu là nâu ai mean, ai nâu ai mean. Mà ai mean ấy. Là phắc nâu. Là phắc khá, phắc nâu. Nâu nhìn cả dân tộc dòng tôi gọi là dân tộc ít người ở Thái Lan. Phắc hai để vào nêu đó, phắc hai. Phắc nâu. À phắc hai là phắc muộn. Muộn. Phắc hai à? Muộn phắc muộn. Phắc hai là khé phắc muộn. Bên đồng ơi, phụ tay ô khé phắc hà này, phắc muôn giữa Thái Lan, phắc muôn. Xoài cũng phải là mặc muông. Mặc muông quá. Mặc muông. Mặc muông. Thay xiêm rồi cứ khé xin ạ. Thay xiêm là mạ muông. Mạ muông. Vâng, thay xiêm là mạ muông. Mạ muông giống như Thái đen ở Việt Nam đấy. Vâng, mạ muông. Mạ muông. Chẳng qua là nói nhanh xong là không hiểu tiếng nhau thôi nhỉ, lúc học phát trên truyền hình ấy. Không nghe được câu nào.
lâu lâu chỉ nghe được một tí thôi. Phổ thông thì là nó khác. Khác phổ thông thì là khác hẳn. Nhưng mà em thì ở miền Đông Bắc. Miền Đông Bắc là người Thái, gọi là con người Isan. Isan là người Đông Bắc, rồi lại thì là họ nói thì là giọng các giọng các kiểu các từ vựng thì là giống ở bên này. À thế à. Isan nhiều nhất là ở Myanmar đúng không? Isan là Lào. Lào à? Ồ. Isan là Lào. Myanmar là miền Bắc. À. Con tay hao rút tìm Đông Nam Á Pin ông ơi, chồng ám hè phụ tay hao nói. Rút Thái Lan gửi không phụ tay lạ. Rút Mương Lao gửi qua ám phụ tay hao lạ. Ừ, kiểu như là thấy nó kiểu nó nhiều quá ấy. Xong rồi ăn rất là ngon. Đấy đã, ui, tròn quá. Tròn quá. Tròn quá. Chị phải xé đôi nó ra. Xé cho muối. Cháu sang Thái Lan bao giờ chưa? Cháu chưa. Chưa. Đang chuẩn bị sang với cả chị. Sang cùng chị. An. Cháu tên gì nhỉ? Cháu tên Đăng. À, Đăng. Cả buổi sáng chú cháu chưa gọi tên nhau. Toàn là nói chuyện Việt đấy, nhưng mà không có nó biết tên nhau nhỉ. Thế bây giờ thương hiệu cửa hàng của cháu là tên gì? GN Camera chứ ạ. GN Camera. Dạ. Chú hay mua hàng ở Tokyo Camera. Tokyo thì là chuyên bán hàng mới. À, cháu là hàng cũ. Cháu là chuyên là đồ cũ. Rồi. Chú xin nick Facebook đi nhỉ. Hôm nào chú cháu xuống Hà Nội thì đi tham quan cửa hàng. Chú hình như là đang 5.000 bạn rồi, tí nữa chú xóa đi mẹ ạ. À, dạ. Cứ tìm. Là cái gì là không có hóa chất, không có thuốc rồi. Đúng rồi, là hái rồi ăn luôn. Ăn luôn. Rất là sạch. Đây chú ạ. Ờ. Khánh Đăng. Ngọt. Nó phương hoàn. Khánh Đăng. Chú quay liên tục như này chắc cũng phải tầm 4-5 viên pin nhá. Chú hiện tại đang có 3 viên thì nạp thêm 1 viên nữa, 4 viên. Bây giờ hết một cục rồi.